Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục này, sau phần tin sẽ là phóng sự ứng dụng công nghệ ở ngân hàng Agribank chi nhánh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên là những tin tức tài chính thị trường mà chúng tôi mới cập nhật. Những ngày gần đây, thời tiết đang ở giai đoạn nắng nóng cao điểm, nhiệt độ nhiều ngày lên đến 37-38 độ C. Điều hòa không khí là thiết bị làm mát thiết thực trong mọi gia đình. Qua khảo sát, thị trường điều hòa năm nay tương đối ổn định, không có chuyện tăng giá, cháy hàng dù nhu cầu sử dụng tăng đột biến trong những ngày gần đây. Điều hòa có công suất 9.000 BTU chiếm trên 50% lượng bán ra. Các công suất 12.000 BTU, 18.000 BTU có tỷ lệ người mua thấp hơn. Điều hòa có mức giá từ 10 đến 12 triệu đồng được sự quan tâm của khách hàng nhiều hơn cả. Bên cạnh điều hòa treo tường, các loại quạt điều hòa, quạt hơi nước cũng có lượng bán ra tăng cao trong những ngày gần đây do giá thành thấp, tiết kiệm năng lượng và tiện dụng hơn. Nắng nóng kéo dài, chỉ số tia UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại đến rất cao. Chính vì vậy, việc những sản phẩm áo chống nắng đang được nhiều khách hàng lựa chọn. Khảo sát nhanh tại một số cửa hàng tại Yên Mỹ cho thấy áo chống nắng có nhiều mức giá và chất lượng khác nhau từ 100.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Theo các chủ cửa hàng, giá loại mặt hàng này năm nay tăng khoảng 10% so với mọi năm. Tuy mới đầu mùa nắng, nhưng lượng khách hàng mua đã tăng nhanh. Cụ thể, với loại áo chống nắng bình dân có một lớp hoặc hai lớp làm từ kaki, vải, thông hơi hay cốt tông có giá từ 100 đến 200 nghìn đồng một chiếc. Các loại áo chống nắng được làm từ vải chống tia UV thì có giá đắt hơn khoảng 300 đến 500 nghìn đồng. Đặc biệt, có một số mẫu áo chống nắng có quạt điều hòa hay làm từ chất liệu lạ thì có giá đắt hơn hẳn. Vừa là vật trang trí, treo tường, vừa là khay đựng thức ăn, bê đồ uống, lại vừa là thau rửa, đó là công dụng 3 trong 1 của chiếc thau đa năng này, một trong những vật dụng được nhiều gia đình lựa chọn. Hiện nay, xu hướng lựa chọn đồ gia dụng đa năng đang được nhiều người yêu thích bởi sự tiện lợi tích hợp được nhiều cách sử dụng. Những sản phẩm được lựa chọn nhiều, chủ yếu là phục vụ việc bếp núc như thau đa năng, bàn ghế đa năng, kệ đa năng. Những sản phẩm không chỉ có nhiều chức năng mà còn đa dạng về mẫu mã, giá thành, cũng tùy theo kiểu dáng và kích thước mà có giá dao động từ vài chục nghìn đồng cho đến vài trăm nghìn đồng hoặc vài triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, đón đầu xu thế về ứng dụng các thành tựu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hoạt động trong những năm qua, ngân hàng Agribank chi nhánh Hưng Yên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong số hóa hoạt động kinh doanh hướng tới người tiêu dùng hiện đại. Những năm qua, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của người dân tăng cao. Chỉ 5 tháng đầu năm 2021, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Hưng Yên phát triển được khoảng 12.000 khách hàng sử dụng các dịch vụ điện tử tập trung ở tiện ích như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, SMS thông báo biến động tiền vay. Toàn tỉnh có khoảng 320.000 khách hàng sử dụng các dịch vụ này. Tôi sử dụng cái dịch vụ này là 6-7 năm nay rồi. Tôi thường sử dụng các tiện ích này vào cái chuyển tiền cho các cái đối tác, tiền điện, tiền nước thì tôi có thể chuyển khoản qua mobile banking trực tiếp luôn. Chứ tôi không phải ra quầy để viết phiếu thu tiền và phiếu chuyển tiền. Chi nhánh Agribank Hưng Yên hiện quản lý trên 200.000 thẻ ATM, trong đó phát hành 4.600 thẻ thấu chi nông nghiệp nông thôn. Những năm qua, chi nhánh chú trọng phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm ngân hàng hiện đại như Internet Banking, SMS Banking, E-Mobile Banking, Bill Payment. Qua các dịch vụ này, chi nhánh đã thực hiện thu ngân sách, dịch vụ thu hộ, chi hộ, ủy nhiệm thanh toán đạt khoảng trên 500.000 giao dịch. Các kênh thanh toán điện tử được triển khai đảm bảo bảo mật và an toàn. Với cái cố gắng của ngành ngân hàng thì cũng mong là sẽ làm sao trong thời gian tới là thực hiện tốt. Cái một là cái ứng dụng thì được nâng cấp làm sao cho nó phù hợp nhất để tạo nhiều cái tiện ích hơn nữa. Thế và cái thứ hai nữa là làm sao tuyên truyền để tất cả khách hàng biết được các cái tiện ích này và sẽ sử dụng các cái tiện ích thì tôi cho rằng sẽ rất hiệu quả. Để đẩy mạnh giao dịch trên các thiết bị công nghệ số, mới đây nhất, ngân hàng đã áp dụng chính sách miễn phí chuyển tiền cho khách hàng cá nhân có tài khoản tại Agribank khi chuyển tiền đi cùng một hệ thống, khác hệ thống hay nộp tiền vào tài khoản. Đây là hoạt động góp phần thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ người dân giảm bớt được các chi phí dịch vụ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hưng Yên 2, Ngân hàng Vietinbank Hưng Yên, Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.